I see money, please. I won't take it. I can use it anyway. Who cares? No. Please. No. Tiền bồn. Tiền bồn đẹp dài thế con. No. She has to rush the car, isn't it? Chắc bọn trẻ con nó quay hình này chắc là động vật gì hết nhỉ? Đi như cả người như này, dâm đây. Không. Dưới đâu tích. Thực ra cũng có cái gì đâu, mấy con rúi ở với con sóc. Đây là rúi rồi, đương nhiên là có rồi. Cây. Cây. Sóc. Đây là loại hình dùng hoa quả. Không, nó mới gốc măng nó ăn được mà. Chui sóc quay rồi. Chui trong mây anh cả em. Chưa lấy chứ không chưa đâu. Đấy rồi. Cầm đây hả? Đấy, như là đúng rồi. Chui hết rồi. Thôi tối mưa rồi. Đây hết lít. Chẳng gì đến gì nữa. Thì đang ở trong mây rồi. Trong mây rồi, vậy trong mây lít. Chui trong mây. Đây, đang ở trong giữa đám mây. Căng hết rồi. Bây giờ mình chẳng nghe nói cái gì cả. What? I'm so delicious. Mẹ ơi cho mình đi ra ông Phật. Mẹ ơi. Dạ. Từ đây đi tàu xuống hẳn đấy. Tàu đang đi lên. Tàu hỏa leo núi Phan Xipang xin kính chào quý khách. Tuyến tàu hỏa leo núi Phan Xipang là công trình được đầu tư và thi công bởi tập đoàn Sun Group với thiết bị nhập khẩu từ thương hiệu tàu hỏa leo núi hàng đầu thế giới Caraventa đến từ Thụy Sĩ. Tàu hỏa leo núi Phan Xipang xuất phát từ nhà ga Đỗ Liên đến ga Trúc Mây, đưa quý khách lên trên phục mắt nhà Đông Dương. Xin quý khách lưu ý để đảm bảo an toàn, quý khách vui lòng không di chuyển trên tàu, không tự ý mở cửa, không dựa vào cửa kính tàu, không hút thuốc và không mang theo các vật dụng dễ gây cháy nổ lên tàu. Quý khách vui lòng nhường ghế cho người già, người khuyết tật, trẻ em, phụ nữ.
có thai. Xin cảm ơn quý khách. Quý khách có vé xuống ga Trúc Mây xin kiểm tra lại tư trang hành lý của mình trước khi xuống tàu, tránh bỏ quên và nhầm lẫn trên toa. Quý khách đợi cho đoàn tàu vào ga thực sự dừng bánh hạn mới lên xuống tàu. Cửa ra ga Trúc Mây nằm bên tay trái theo hướng đoàn tàu đang di chuyển. Chúc quý khách có một buổi tham quan vui vẻ. Xin chân thành cảm ơn. Thank you.
Sân đi bỏ à? Sao đi nói cho? Chủ đạo đây. Đi lên tới đây mới nắng nè, nãy ở dưới là mây, một lớp mây đó đâu, đi qua khỏi lớp mây đó rồi mới nắng. Tụi nào trang nghiệm nhá. Lên trên này là nắng ráo rồi. Qua khỏi lớp mây đó mẹ mới nắng, còn nãy là ở dưới mây lớp mây nãy là. Còn nghe lớp mây đó nè. Nè là từ dưới lên đây nè, thấy không? Nãy ở dưới là nó sương mù mây không mà không thấy. Đó. Không, em đâu có em đâu có bệnh dữ vậy. Này đâu có mở được đâu. Nghĩ sao ra ngoài hút thuốc à? Đi cá mà. Dạ, đẹp chưa? Vô tình mở cũng mở không được. Xứ sở của sương mù. Nhảy đi, hai bạn này nhảy đi, ngô dô không nhảy nhỉ?